mày định đi đâu? Rồi thằng Huy nó bị bắt rồi. Giờ sao? Giờ sao? Đứa nào bay đầu? Mày không nói cho mày nhiều đòn với tao. Má là con không biết. Duyên á, anh Duyên á, con nói thiệt chị Chính á. Nó khai hết rồi, nó khai tên chị á. Thôi đi ra đi, anh em có chơi có chịu. Lui đi đâu nữa? Bước ra đây. Má ơi, con xin lỗi, tôi nói dụ con không biết. Má, má, chị Chính bay đầu, con không biết gì đâu. Hả? Chắc tao tin ba đứa mày à. Đồ phản bội. Chắc tao tin mày à.